không thấy được, chỉ thấy nó múa thôi. Nên lần sau là cho thức ăn phải có mới chưa. Ngày 11 tháng 7 năm 1998, Chính phủ đã ký Nghị định số 48CP ban hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chính thức khai sinh cho thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời. Ngay sau đó, năm 1999, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt PVSC chính thức được thành lập. Cảm ơn sự đồng hành của chúng tôi trong suốt cuộc hành trình 18 năm qua và nhiều năm phía trước.